Hey!
Hấp! Hê! Vê! Hấp! Hê! Vê! Hấp! Hê! Chọc căng tay trái ra, đấm căng tay trái ra, lưng cái vai của mình lên. Lưng cái vai của mình lên. Hấp! Hê! Hấp! Hê! Vê! Hấp! Hê! Vê! Giữ nguyên tay trái, đấm tay phải nào. Hấp! Hê! Chốt sâu tay phải về sau, cắm sâu xuống. Vê! Hấp! Cắm sâu tay phải, vươn dài người ra. Vê! Hấp! Hê! Vê! Hấp! Hê! Vê! Hấp! Hê! Vê! Làm sức điện. Hấp! Hê! Vê! 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 Nghỉ, kết hợp hai tay nào, nhịp một, đấm cả trái cả phải. Tập trung vào nhá. Hấp! Thu về luôn. Bấm. Thu về luôn. Chỉ cần hét tay sau thôi, tay trước không cần hét. Bấm. Bấm. Nhìn thẳng phía trước. Bấm. Chân ta đây. Bấm. Trái phải và thu tay về thì lúc đó mới rút gối lên để đá chân chân phải. Bấm. Chân phải. Bấm. Hey. Hết còn đá không hết còn đấm. Bấm. Nhắm đầu bạn mà đá. Cứ nhìn đầu bạn bên kia mà đá. Bấm. Trái và đá chân sau, và chúng ta đã học đòn đá chân trước, đấm hai tay. Thì như bài học về kỹ thuật thi đấu thì hôm qua thầy đã cho chúng ta tập cái động tác rút gối này, đúng không? Chúng ta đã học động tác rút gối này thì hôm nay chúng ta sẽ học tì chốt tay sau. Đây là tư thế thủ vừa lừa vừa để cho họ tấn công đó. Chúng ta vừa thủ vừa lừa đá. Có hình dung chưa? Hình bài học hôm qua chưa? Đây, mở. Tức là cái đòn tì chốt tay sau này chúng ta vừa áp dụng kỹ thuật thi đấu mà vừa áp dụng kỹ thuật tấn công và phòng thủ từ vị trí thủ. Đây là kỹ thuật mà đúng không? Chúng ta mở cái này thì bao giờ đối phương cũng sẽ tấn công vào mạng sườn chúng ta.
Cái tay này rõ chưa? Lên. Cái chân này, lên. Nếu tự vệ ngoài đời, lên, là chúng ta đã giải quyết họ rồi. Nhưng trong luật thi đấu chúng ta không được đá vào đó, thì chúng ta sẽ áp dụng cái thuật thủ mở. Nào, chúng ta rút cái gối mình lên như ông ba mình học đúng không? Như vậy thì đúng chưa? Đòn này gọi là đòn tì chốt, mở và đưa đối phương vào thế của mình. Ngoài là chúng ta chốt ngay, cái tay này tì xuống. Đó. Tì tay này xuống vào tay. Chốt luôn. Thì đòn này gọi là đòn tì chốt, các bạn nhớ nhé. Tay chúng ta có thể đá lên trên, tay có thể đỡ lên trên, tay có thể đỡ xuống dưới. Nhưng cái quan trọng nhất là tì được cái tay của mình vào và đấm, đấm tay sau vào. Đòn này gọi là đòn tì chốt, nhớ nhé. Mở. Đấm luôn. Có thể đắc vật đánh ngã. Trong vô Việt Nam chúng ta là không được bắt tay ôm trong, không được ôm này. Nhưng chúng ta được bắt từ dưới này lên. Thì cái tay thủ chúng ta có hai cách: lên, xuống. Thì đòn này cũng là đòn vừa tấn công vừa đánh ngã. Chúng ta được một điểm đòn tay cộng thêm đòn ngã nữa là hai điểm. Nhớ chưa? Chú ý nhá, nào, lại này. Yeah. Đây là đòn, đòn chốt không? Cái đòn đòn tì này. Đây là tì. Cái đòn đòn tắt chân này ngã này. Lưng người ta này lên và đấm thẳng. Đó là phần kỹ thuật. Một đòn này thôi nhưng áp dụng 3 trường hợp. Tì chân này ngã, tì chốt, bắt chân này ngã và chốt. Chú ý nhá, nhìn lại kỹ thuật. Chốt không này, tì chốt này, bắt chân đánh ngã này, vừa chốt rồi này, chưa đến cái tập phanh chân này. Xong rồi chúng ta đi qua là chúng ta chỉ mới học tập chân này thôi đúng không? Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đứng dậy áp dụng tập này nhá. Nào, lớp đứng, đứng thu, cú lên nào, mở ra, mở tay, chân trái lên trên. Nào, mở tay lên nào. Lên. Cắm vào, cắm sâu vào. Ok, chuẩn bị nào. Bắt, giật chân lên, cắm sâu xuống. Đúng rồi. Bắt. Đúng rồi, ok. Lên. Đúng rồi. Lên. Tập trung vào đoạn này nhá. Lên. Cao chân lên con ơi, cao chân lên, cao chân này lên. Bắt. Chốt sâu à, cắm sâu à. Bắt. 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 Đổi chân. Chốt tay trái, đưa chân phải kèo phải lên trên. Bắt. Cắm trái, đúng rồi. Bắt. Tiếp tục. Về luôn, về luôn. Bắt. 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 Nào, đấy là chúng ta đòn nhất rút gối và chốt thôi. Bây giờ đến đòn tì chốt. Tì chốt thì có tay hất lên và tay hất xuống. Vẫn rút gối nhưng tay hất lên, hất xuống rồi chốt vào. Bắt. Đó, tì chốt rồi, tì chốt rồi. Bắt. Đúng rồi. Bắt. Tì dấn lại như này. Cái tay này nó sẽ chặn cái đỉnh này. Nó chặn ở đây là tay người ta để nó chặn ở đây. Bắt. Tì dấn 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 bắt ngửi mắt lên, ngửi mắt lên, ngửi mắt lên. Bắt. Bắt. Đấy, đúng rồi. Bắt. Chưa dấn được người vào. Bắt. Bắt. Bắt.
dấn nó lên như này, dấn nó lên đấy, dấn nó lên, đúng rồi, đúng rồi. Một chuẩn bị nhá, tì tay phải đấm tay trái. Một ngừng mặt lên, đừng nhìn vào tay, đừng nhìn vào tay. Một một là đòn sử dụng cái phách quyền này, hay còn gọi là đòn xoay phải, chúng ta áp dụng cái cân thật tốt từ vị trí thủ này, từ vị trí thủ mở sườn giống như đòn tì chốt, nhưng mình không áp dụng đòn tì chốt mà dích cái chân sang bên này, xoay lật cái người, dích cái thân sang và xoay lật cái người. Thì cái điểm tay của chúng ta là sử dụng điểm phần lưng này, nhưng phải bắt với điều kiện là chúng ta phải bắt được cái nhịp. Chúng ta bắt được cái nhịp thay vì đòn tì chốt đúng không? Thay vì đòn tì chốt thì chúng ta phải tì xuống đây đúng không? Thì bây giờ không tì nữa, thay vì rút gối đúng không? Đặt đúng nhịp, đặt đúng nhịp, chúng ta phải đặt đúng nhịp thì nó sẽ có cả cái đòn này nữa. Nhưng chúng ta phải bắt được cái nhịp của nó. Chúng ta phải bắt được cái nhịp, phải cài được cái chân này vào đây, bắt được cái nhịp. Đó, thay vì đòn tì chốt đúng chưa, thì cái chân của họ đây rồi, con chỉ lật người lại thôi. Lâng con chân lên nhá, lâng lên, lâng lên nào. Thay vì tì chốt thì chúng ta dích chân sang ngang, xoay ngược trở lại làm chậm nào. Một, bước chân lên ngang, xoay người lại, căng tay về sau. Ok, làm lại nào. Đó là các con phải bắt được nhịp mà phải đưa đối phương vào thế của mình. Cùng lên nào, nâng người lên, nâng người lên, nâng người lên. Một, dịch chân sang ngang, xoay lại. Ok. Nào, tiếp tục nào, căng, căng hết, mở hết tay ra. Cố lên nào. Lỏng lên, mở cái này ra thì người ta mới đá. Không mở người ta không dám đá đâu, cái che kỹ này người ta không đá đâu. Phải lừa đối phương vào thế của mình. Đi nào, lên. Bắt đúng nhịp vào. Ok, quay lại nào. Tiếp tục nào. Cố lên nào. Mở ra thì nó mới đá, chứ không mở ra đối phương nó không đá đâu. Căng nữa đi. Ok. Càng hở bao nhiêu thì đối phương càng ham tấn công bấy nhiêu. Càng tấn công thì càng vào thế của mình. Thế nào, mở tay lên nào. Mở lên, mở lên. Hốt. Hốt. Ok. Tiếp tục nào. Hốt. Ok. Cái tay cố gắng vẫn giữ như vậy nhưng mở cái chân ra thì nó sẽ không vào sườn của mình. Ok nào. Tiếp tục. Đây. Tốt. Đây. Ok, rút tay ra, rút tay ra. Bước kéo chân chân phải chân trái. Thay vì mình rút chân này thì mình đặt sang bên thôi. Lên nào, lên nào, lên nào. Ok, bây giờ hai bạn quay vào nhau. Một bạn tập đá và một bạn bước chân tập rơi vả. À, đòn trước, chúng ta phải tập đòn trước và đòn tì chốt trước. Tì chốt này này. Bắt cặp nhanh. Chuẩn bị, lỏng tay ra nào, thủ. Hất. Hất. Mắt nhìn vào mắt đối thủ chứ không phải nhìn sang hàng xóm. Hất. Hất. Hup!
Hop!
chân lên hóc. Thay vì cái việc chúng ta tập, thay vì chúng ta tập như này đúng không? Đây là chỉ tập rút gối thôi. Chúng ta tập rút gối sống lâu không? Rút gối sống lâu để chúng ta làm quen với cái chân. Chúng ta làm quen với một tăng nữa là một đã thẳng hai rút gối. Tức là một cái đã thẳng. Để lên tìm máy quay này kia nào được. Một cái đá thẳng và một cái rút gối, tức là gì? Một rút gối lên để phòng thủ hai là hai thì phải đó. Đó, chân này cũng vậy. Thì để gì nó kết hợp với các đa chân. Nhấc cái lên luôn. Rất chặn luôn. Rất chặn luôn. Thì cái gì cũng thế nào khác là chúng ta rút gối để chúng ta rồi đúng không? Chính là động tác đá chặn. Động tác đá chặn này trong thân thể rất cần rất là nhiều. Cần rất nhiều cả chân trước chân sau. Thì đây là một bài tập. Bài tập thể lực là hao. Đúng rồi, thôi này. Hai. Cũng được đấy. Cái này đứng.
Để sang bên này ô nó đi. Ôi trời ơi.
Thiếu một bạn à? Đi. Kiều. Lên. Em có. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế đường đi theo, nó sẽ quăng như thế này, nó quăng như thế này, hai tay này đi với nhau, lại nhá, nhìn này, mất, đó chính là cái đường đi theo. Khi đối phương dùng chân, thì cái này chính là cái đường để bật ngược này, chính là cái đường bật ngược này, chính là cái đường bật này thì nó lên đường này, mà các con đánh như ôm, đánh như ôm, đánh như ôm, bên này cũng thế. Bên này như thế, nó sẽ tỉ như này. Nó sẽ tỉ cái tay bàn như này. Nó sẽ tỉ như này. Nó sẽ tỉ như thế này. Nhưng nó đi cùng nhau, nó đi cùng nhau. Hai tay nó đuổi nhau. Đối phương có đỡ, nếu chúng ta tấn công mà đối phương có đỡ tay này thì tay này còn đi theo một đường nữa. Đỡ tay này đi theo một đường nữa. Thì con có thể áp dụng với tay không, áp dụng với chân đều được. Cứ về quăng cái này nhá. Cứ về quăng cái này, cứ về quăng cái tay này thôi này. Để cho nó mở vai ra, vẽ ra hình số 8. Đây là một cái đường mà chúng ta áp dụng cho đòn đấm bật ngược và đòn đấm vòng tay sau, đấm vòng tay sau. Trong môn truyền gọi là khôi sơn củ cầu, khôi sơn củ cầu nhá. Đây còn cái một cái kỹ thuật nữa, trong cũng trong buổi tập huấn là chúng ta thầy hướng dẫn chúng ta đến kỹ thuật bắt chân đánh ngã. Thì các con chú ý cái tay này, cái tay mình đang thủ như này đúng không? Luôn đủ như này đúng không? Thì trong vô vi lao của chúng ta là bắt tay trong, không được bắt tay ngoài. Không được bắt tay này. Không được bắt tay này mà chúng ta chỉ được bắt tay trong thôi. Thì cái tay trong chúng ta làm sao để an toàn? Khi cái tay này không thể mạnh bằng chân được. Nếu các con không được công phu thì cái này là tan tay ngay. Vậy bắt như thế nào để cho chúng ta không bị đau tay và vẫn đúng luật? Thì ở đây nó có bắt chân đánh ngã và bắt chân chém quét, bắt chân khống chế đều được. Thì hướng dẫn cho chúng ta một cái số cái tay nhé để chúng ta chú ý này. Bắt chân đánh ngã bằng tay trong thì phải kết hợp được với cái bộ thân của chúng ta. Đón được cái lực nó mới không bị vào đây. Còn các hoàn toàn bị... Các hoàn toàn bị đối phương đá vào đây rồi mới bắt. Đá vào mới bắt thì cái này, cái tay này các con dễ bị tan tay. Đúng không? Thì chúng ta đang từ tư thế thủ này, khi đối phương đá, nó sẽ là cái tay này trước. Cái tay này giảm lực trước khi vào cái tay này. Chứ không phải là cái tay này đỡ để chúng ta hất lên. Ví dụ như bạn quyền này, đấy, bạn bắt bằng như thế này. Tức là các con chịu cái tay này, khi nó chạm vào đây rồi mới quay cái tay này lại. Thì bao giờ nó cũng sẽ bị. Thì ở đây thầy vừa hướng dẫn chúng ta một cái đoạn là tì chốt đúng không? Bốc chốt này, bốc chốt này. Thì cái tay này nó đã vào đây rồi, thì cái tay này lên cao thì cái tay nó sẽ trúng mặt. Thế thì kết hợp với đòn chém quét là xong. Chúng ta cố tình mở ra để cho họ vào để đánh đòn chém quét thì chính là cái đòn này luôn. Thì chúng ta cũng cái tay này. Cái giữ cổ luôn. Con chú ý nhá. Hạ cái tay này. Cái tay này là tay giảm lực chấn của đòn chân. Giảm lực chấn của đòn chân. Thì cái tay này chém ra đây và cái chân chúng ta vét. Cách thứ hai, sử dụng đòn cũng là đòn chém quét. Cũng là đòn chém quét như là đòn giật móc cái chân của chúng ta. Của đòn chấn số 5 là chúng ta móc. Đấy là đá chân trước. Chân sau, đá chân sau với chân trước tương tự như vậy. Chân trước phải hất cao thế này. Chém quét. Cái tay này con phải đưa ra để giảm được cái lực chấn đi. Vì cái cách này như sau. 1, 2, 1, 2 nhé. 1, 2. Đấy. Hiểu chưa? Vì là thầy học rất nhiều môn võ nên là cái bắt chân của cô Nam nó đặc trưng là bắt tay trong. Thì các con cứ làm đúng như này nhé. 1, 1, 1, 2. Cái tay này phải che nhá. 1, 2. Cái con trong võ cổ truyền nó bắt được rất nhiều cũng vậy. Đó. Ví dụ đây là một cách. Đây là một cách. Rất nhiều các cái nhá. Nhưng trong vô vi lao chúng ta không được sử dụng những cái đó.
phạm luật, rất nhiều cái ngã được, chụp chân cũng ngã. Cái này là bắt chân của Thái Cực Quyền hôm qua thì diễn cho xem đó. Đòn nó này đưa ra cái này ngã lên, như đây là bắt tay ngoài chúng ta không được sử dụng. Trong vôi nào các con chỉ được bắt tay trong thì chỉ áp dụng cái thuật này thôi. Nhớ nhá, nhìn lại này, từ cái tư thế thủ này, 1 2, luôn luôn có cái tay che, luôn luôn có cái tay che, che che, nhớ chưa, nhớ chưa, cố gắng nhá. Ok, vậy là thêm một đòn tập tay này, tập tay này, tập tay này, tập bắt chân này. Về tập nhông dài nhá, cứ di chuyển nhông dài thôi đó nhá. Trên con có một động tác múa không nhớ à? Đố bạn nào biết, đố bạn nào biết cái bài gì ấy, đố bạn nào biết, múa khèn đấy đúng chưa, đúng múa khèn chưa, thối đấy đúng chưa, đúng múa khèn chưa, vào đây mà chơi à? Cái chân luôn luôn đi thấp, kín nắm đấy các bạn. Ok, các bạn làm kiến đi không? Lập đứng, chỉ chân phục. Thầy dạy cho con một cái câu lý thuyết này, võ công bí kíp. Võ lý kỳ cương, võ đồ chế độ, võ đại kỳ hình. Lại lần nữa này, võ công bí kíp, võ lý kỳ cương, võ đồ chế độ và võ đại kỳ hình. Võ công bí kíp là gì? Đó là cái kinh nghiệm và bí kíp giải mã cái đòn đánh. Võ lý kỳ cương là áp dụng trên những nguyên lý vật lý, toán học, thậm chí là hóa học, chuẩn tiêu lực. Đấm đẳng thì chúng tôi cắt ngang, đó là học lý học. Võ đồ di bộ là gì? Là cái đồ hình, đồ hình. Võ đại kỳ hình là không còn chiêu thức nào cả, mình đến đây không còn có chiêu thức nào hết, vào tiểu nào mình cũng đánh được, đánh võ di bộ đi đi. Đấy là đó, võ đại kỳ hình. Còn luyện võ là luyện cho cơ thể chúng ta di chuyển ở các góc độ phức tạp khác nhau. Đấy là có hai cái này thôi, các con luyện xong cái này thì võ sư hết rồi. Chúng ta phải đánh ruộng một đường, chúng ta phải tìm cách để phá giải khi đối tượng không vào được nữa. Ngày xưa thì chúng ta nghe thì thường hay bị dây để đánh không được, chúng ta phải dồn vào góc tường là chỉ bên này, chỉ còn mỗi cái này thôi. Chúng ta phải sử dụng những chiêu đánh như này, thậm chí chúng ta bị khóa hai tay rồi, chúng ta phải tìm cách để khống chế. Thì đó là luyện võ, là luyện cho cơ thể chúng ta thích nghi ở những tình huống phức tạp khác nhau hoặc những địa hình khác nhau. Đang trời mưa này, hôm nay chúng ta cũng tập làm cho cơ thể chúng ta thích nghi với môi trường và nhiệt độ, trên mưa dưới con hồn, mùa đông mùa hạ, mùa xuân, mùa xuân mùa đông, chúng ta đều tập luyện, tức là cho cơ thể nó thích nghi đó. Bạn đang đứng tấn cao như này, luyện tập thấp xuống, nhưng mà anh Quyền anh chỉ đứng như thế này thôi, nhưng thầy cho kịch xuống bạn vẫn xuống được. Đấy là luyện luôn. Hiểu chưa? Ok, có ai hiểu ý kiến gì không? Có ai còn vấn đề gì không? Nghĩ nhưng kịp đấy, kịp đấy đây rồi chúng con nghĩ. Phải vào đà.